Tháng 5 năm 2024, thành viên với nickname Kinh nghiệm đã đăng tải bài viết mang tên Quy trình xây kênh YouTube AI bật kiếm tiền trong vòng 30 ngày lên cộng đồng sáng tạo Việt Creators. Bài viết này lập tức nhận được tương tác khủng với hơn 5.000 lượt tiếp cận và rất nhiều bình luận từ các thành viên khác. Điều này cho thấy chất lượng của bài viết, đồng thời cũng cho thấy việc sử dụng AI trong sáng tạo content đang là mối quan tâm rất lớn trong cộng đồng Creator Việt Nam. Video này sẽ được dựng lại từ bài viết của kinh nghiệm với bổ sung những hình ảnh minh họa và những chủ đề dễ làm, dễ có view nhất để các bạn lựa chọn. Nhằm đảm bảo tính chân thực, mình sẽ giữ lại gần như 100% nguyên văn phong cách giang hồ đường phố của bài viết này. Mời cả nhà cùng theo dõi. Bước 1. Xác định chủ đề, tìm nguồn tư liệu và tạo kênh trước khi xác định chủ đề thì anh em nên vào đọc quy định nguyên tắc cộng đồng của youtube cho kỹ càng để đỡ mất thời gian tìm kiếm chủ đề không phù hợp với quy định của họ còn khi lựa chọn cái gì để làm thì hãy tự xem mình phù hợp hay thích làm gì thì tự anh em quyết định nhé miễn sao không vi phạm quy định youtube là ok sau đó, mình tìm kiếm những kênh giống chủ đề từ khóa của mình rồi tham khảo 5 đến 10 video view cao nhất trên nhiều kênh đối thủ khác nhau. Ví dụ khi đã tìm được 5 kênh đối thủ, một kênh sẽ tìm được 5 đến 10 video view cao thì tổng cộng đã có khoảng dao động từ 25 video đến 50 video mà mình có thể sao nấu lại từ họ. Nếu anh em có nhân lực và kinh tế thì có thể nhân bản lên, xây dựng cùng lúc nhiều kênh và nhiều video hơn theo cách như vậy. Riêng mình thì làm vừa tròn 30 video đủ một tháng để test. Xác định chủ đề phù hợp và có nguồn tư liệu rồi thì mình tiến hành tạo kênh. Ở đây theo mình là nên tạo kênh mới, trên trình duyệt mới hoặc máy mới nhé. Nếu được, hãy mua cái điện thoại cùi bắp vài triệu để riêng một mình cho nó xài một account YouTube là chuẩn nhất vừa đỡ bị hách từ những lỗ hổng của ứng dụng không an toàn hay lỡ lướt mạng xã hội nhấn nhầm link virus Trojan thì account YouTube từ máy cùi bắp cũng chả bị ảnh hưởng gì. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng nhé. He <laughs> he. Tạo kênh xong thì cứ tìm nội dung cùng chủ đề của kênh xem giải trí vài ba ngày như người xem bình thường, đừng làm gì vội. Nếu tạo Gmail mới thì cũng nuôi vài ba ngày hoặc lâu hơn đã nhé. Trong vài ba ngày đó thì dùng Gmail đó để gửi email cho tài khoản email khác để tương tác qua lại. Làm vậy để hạn chế việc không xác minh được bước 3 khi tạo tài khoản YouTube. Tất nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân. Bước 2. Tiến hành sao nấu các tư liệu đã tìm được ở bước 1. Sao nấu kịch bản Cách sao nấu kịch bản thì đa phần mình tự biên tập vì cũng có khiếu gõ phím. Nếu không thích gõ phím nhiều thì có thể dùng AI để hỗ trợ, nó viết lại nội dung từ video hoặc tóm tắt nội dung cho anh em. Hoặc nếu có năng khiếu viết lách like, thì có thể tự biên tập lại nội dung video đối thủ thành nội dung mới của mình. Một cách khác nữa là search sử Google, nếu nội dung video của đối thủ có trên internet thì lấy nội dung đó về biên tập lại cho nhanh. Ngoài ra nếu tìm không thấy bằng tiếng Việt hãy Google dịch sang tiếng Anh rồi thử tìm tiếp. Nhiều lúc mấy kênh lớn họ cũng dịch từ nước ngoài chứ không hẳn là của họ tự biên tập đâu, hoặc có tiền thì thuê người làm. Trong mấy hội nhóm Facebook biên tập content có nhiều người tìm việc lắm, giá không quá cao. Sao nấu hình ảnh? Cách này thì dễ rồi. Một là tìm hình ảnh từ Internet, rồi thay thế vào nội dung mà mình đã sao nấu. Nhớ cẩn thận khi sử dụng hình ảnh của thương hiệu nước ngoài và người nổi tiếng vì đa số họ đều có bản quyền hình ảnh. Hai là chúng ta ném nội dung cho AI để nó tạo ra hình ảnh liên quan sử dụng chat GPT, Copilot hay Mid Journey. Để làm nét ảnh, xóa nền ảnh, vật thể ảnh miễn phí từ AI, có thể dùng con Snip Edit app Đăng ký gói Pro được free 3 ngày, sau đó vào cài đặt hủy gia hạn là nó vẫn cho dùng hết được 3 ngày, không bị chi tiền gì đâu nhé. Hết 3 ngày rồi đăng ký lại như thế, hoặc đăng ký sử dụng một gói Pro một tháng chỉ có 9 đô để ủng hộ nhà phát triển ứng dụng. Cái này không có PR gì, mình xài thấy nó ngon mà dễ dùng nên giới thiệu cho anh em. Sao nấu video Sao nấu video thì mình ít sử dụng vì tư liệu của mình làm đa số là hình ảnh. Nếu làm nhiều tư liệu video thì có thể thêm phụ đề, làm video sáng hơn, nét hơn. Và quan trọng là phải có bình luận, cảm nghĩ về nội dung đoạn video sao nấu đó. Cá nhân mình thấy đến hiện tại không nên lật video hay làm thay đổi biến dạng video gốc. Cứ dựa trên cái gốc rồi mình sáng tạo thêm vô giống như những kênh tin tức lớn trên thế giới hay những kênh thời sự của chính phủ đâu có kênh nào đi cắt lật hay xoay tư liệu hay xóa logo video của người khác khi họ đưa tin tức trên kênh họ đâu tất cả những mẹo trên đây là tư duy ăn chắc mặc bền tính toán lâu dài của mình nói chung là nên đặt tiêu chí phải có sáng tạo dù làm bán content chứ đừng có tư tưởng tìm cách luồng lách vì mình lách thì cũng được một thời gian thôi rồi họ cũng vá lỗi sửa đổi lại quy định thì những kênh như mình sẽ không còn phù hợp với tiêu chuẩn của họ nữa. Bước 3. Tạo nội dung đã xào nấu thành giọng đọc AI Anh em có thể dùng TTS Free, mình dân đen nên dùng con miễn phí này từ xưa tới giờ. Còn VB, TTS Open AI, VB thì quá phổ biến rồi, còn TTS Open AI này mới ra mắt từ mấy tháng. Nhưng mình thấy giọng đọc mới lạ và có nhiều cảm xúc hơn VB, nhưng giá cũng hơi cao nhé theo cá nhân mình thì làm méo giọng tua nhanh âm thanh của người khác sẽ là một điểm trừ đối với thuật toán của youtube vì mình thấy có nhiều trường hợp kênh bị tắt kiếm tiền để trong cảnh báo là có thể do bạn cố ý làm méo giọng tua nhanh âm thanh để đánh lừa thuật toán của họ nên mình nghĩ tốt nhất là không làm méo mó gì cả lấy tư liệu của họ về thì mình làm dạng bình luận phân tích đánh giá cảm nghĩ giống các kênh thời sự reaction là ok còn nếu nội dung mình tự copy nhiều nguồn rồi sao nấu lại thành một bài mới thì không sợ lỗi sử dụng lại nội dung của ai đâu. Chuyện giọng đọc giống nhau thì cũng bình thường thôi. Vì giọng thật của nhiều MC nổi tiếng, một mình họ cũng đọc thuê cho nhiều kênh lớn đó thôi. Nên mình nghĩ đó không phải là vấn đề. Cố gắng biên tập nội dung video thêm vài câu gợi mở để khán giả họ bình luận. Kiểu như mọi người nghĩ sao về vấn đề này, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Gãi mà đúng chỗ ngứa thì mọi người tranh luận đông là video dễ có đề xuất nên biên tập thêm tên kênh của mình vào giọng đọc AI, ví dụ chào bạn, hôm nay kênh ABC xin gửi đến video về XYZ vân vân. Nếu video có phân loại danh mục thì anh em có thể chèn thêm giọng đọc tên kênh của mình vào từng phần, ví dụ hết phần 1, kênh ABC mời bạn xem tiếp phần 2 nhắc đi nhắc lại tên kênh của mình một cách hợp lý, không spam như vậy, vừa tăng thêm uy tín nội dung của video đối với thuật toán, lại vừa thoải mái vô tư khi bị re-up mà không cần phải khó chịu, vì tên kênh của mình được quảng bá ở những kênh đó. Điều này anh em tự suy luận xem có hợp lý không rồi cân nhắc nhé. Bước 4. Chỉnh sửa video mình chỉnh sửa video bằng CapCut, nó gần như không thiếu công cụ gì để hỗ trợ edit mà lại còn nhẹ máy khi render video nữa. Lại thêm mấy quả phụ đề tự động và dịch phụ đề nữa thì gần như nó là công cụ hỗ trợ làm video nhanh chóng và tốt nhất hiện nay. Nếu không có tiền mua bản Pro trực tiếp từ nhà cung cấp thì có thể vào tạp hóa MMO để tìm đại lý uy tín, chỉ mấy chục nghìn thôi, mua sai bản Pro để chỉnh sửa cho nó VIP Pro nhé anh em. Về cách chỉnh sửa thì chú ý cho mình ở 15 giây đầu tiên, hook. Nội dung nào hay nhất và tốt nhất trong video hãy chọn lọc ra tổng hợp ngắn gọn thêm hiệu ứng thu hút tò mò và đưa nó vào ở 15 giây đầu tiên. Vì sao nó quan trọng thì cứ thử nghĩ lại cách chính mình xem video như một khán giả là anh em hiểu vấn đề ngay. Cũng có thể chen vài phút video quảng cáo dạng tương tác để tặng quà cho khán giả cho họ dùng free một thứ gì đó, hay tặng file, tặng thẻ cạc, tặng hiện kim, vân vân. Với điều kiện là họ phải bình luận và đăng ký kênh hay thế nào đó. Tuy mục đích mà mình muốn, vân vân và mây mê, mê. Làm như thế đôi khi video không hay nhưng vẫn có tương tác cao. Trên đời này hễ miễn phí là người ta thích, không quan trọng giá trị là bao nhiêu đâu. Chịu khó sao nấu lại hình ảnh? Nếu bê nguyên của người ta thì phải lật, cắt đủ kiểu. Nhưng mình thì ít dùng cách này nha anh em. Mình tìm ảnh tương tự có trên Google để thay thế. Nếu tìm không có thì mình ném vào AI, chat GPT, Copilot để nó tạo ảnh theo yêu cầu của mình. Làm như vậy thì gần như nội dung là của anh em sáng tạo rồi, chứ không phải copy của ai nữa. Nếu làm về đọc truyện, sách nói, audio, chỉ tập trung giọng đọc mà không có nội dung hình ảnh, thì chịu khó tạo thêm phụ đề tự động trong video nhé. Trong cắt các nhấn vào công cụ văn bản, phụ đề tự động, chọn ngôn ngữ và tạo. Điều này sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn đối với thuật toán cho với các kênh chỉ để mỗi cái ảnh và giọng đó. Nếu chưa biết edit CapCut thì có thể tìm mua các khóa học dạy CapCut bán đầy trên mạng hén. Có tiền thì đầu tư chút đỉnh để đi học cho nhanh. Mình thì ăn mì tôm thế bà nội nên tự vọc vạch thôi chứ cũng không có tiền để đi học thầy bà nào cả. Bước 5. Làm thumbnail về làm ảnh bìa cho video thì mình dùng Photoshop. Nếu không xài máy tính thì có thể tải app Thumbnail Maker trên điện thoại để edit thăm cho đúng kích thước 169 nhé. Nhớ là phải lấy hình ảnh có trong video để làm thăm. Nếu ảnh thăm không giống với nội dung trong video thì dễ bị quét lỗi đánh lừa người xem. Về chữ trên thumbnail thì không nhất thiết phải ghi giống với tiêu đề video mà hãy tìm một vài câu giật gân nổi bật trong video để làm. Như thế video có được hai nguồn thông tin để thu hút người xem bấm vào. Design nên theo một kiểu chữ, một kiểu màu thôi nhé. Không edit lung tung khiến người xem và thuật toán cũng khó nhận diện hơn. Như vậy chúng ta đã hoàn tất các bước để có một video hoàn chỉnh. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu các thủ thuật quan trọng hơn, các kỹ thuật SEO và tối ưu hóa để video nhanh chóng có view, có sắp. Bước 6. Tìm kiếm từ khóa để sell video và kênh. Mình dùng công cụ VidIQ để tìm kiếm những từ khóa liên quan đến chủ đề của kênh đang có lượt tìm kiếm cao hoặc từ khóa mà kênh đối thủ đang sử dụng. Hoặc có thể vào trang keywordtools.io hoặc tải app hashtag AI để tìm kiếm một số key liên quan với từ khóa chủ đề của mình rồi nốt lại từ những từ khóa liên quan đó. Vào trang YouTube Studio, bấm vào mục Cài đặt ở mục kênh copy những từ khóa đã nốt ở trên rồi dán vào ô từ khóa của phần thông tin cơ bản rồi bấm lưu lại. Bên dưới mục kênh là mục chế độ mặc định cho video tải lên, bấm vào đó và kéo xuống dưới, dán keyword đã copy vào phần thể tác của video rồi lưu lại. Ở đây mình tham khảo thun xem khung giờ đăng video viral đa quốc gia, đa nền tảng của trang Influencer Marketing Hub. Tất nhiên công cụ này tham khảo thôi, không phải chính xác tuyệt đối nhưng ít ra họ vẫn có công cụ thống kê. Ban đầu thì tham khảo công cụ này hoặc tự suy luận. Ví dụ ở Việt Nam thì cứ 7-8 giờ tối gọi là khung giờ vàng rồi, hay làm về sách truyện thì nên post khuya một chút. Ban đầu thì cứ dò đoán như vậy đã, về sau khi có khán giả rồi mới dần dần mà biết khung giờ nào họ xem nhiều để điều chỉnh rồi đăng video cố định vào khung giờ đó. Chọn được khung giờ rồi thì tiến hành úp video, tham khảo lại video của các kênh đối thủ mà mình đã sao nấu rồi dựa theo đó cải biên lại tiêu đề thành của mình cho phù hợp nên cải biên lại chứ đừng copy paste nhé. Làm cho khác đi cái của người ta nhưng vẫn giữ nguyên từ khóa chính là được. Nội dung mô tả thì nên copy nội dung đoạn giới thiệu mở đầu của video rồi bỏ vào. Copy thêm những thẻ từ khóa đã lưu mặc định sẵn ở phần thẻ tác. Đừng quên để thêm lời kêu gọi giúp kênh đạt 1.000 sắp. Đừng tưởng bở với mấy lời kêu gọi này nhé. Nó cũng rất có hiệu quả đấy. Nếu như lúc edit video ở bước 4 không làm mấy kiểu tặng quà để thu hút tương tác thì cũng có thể ghim trực tiếp bình luận. Nội dung đại khái như để lại email hay banh, tôi sẽ gửi tặng file hay tiền gì đó, free cho 20 người đầu tiên. Nhớ là phải tặng thật chứ đừng lừa người ta, điều này cũng dễ tạo tương tác cao cho video. Nên đăng ảnh hoặc thăm dò ý kiến ở mục cộng đồng để tạo thêm tương tác cho kênh. Hạn chế share link video của kênh vào tab cộng đồng nhé. Khi khán giả tương tác vào ảnh thì lúc lướt ra bên ngoài thuật toán nó sẽ đề xuất lại video từ kênh. Nên đừng lo là không share link thì không ai thấy video. Còn phần quảng bá thì mình chả có cái page hay group nào liên quan, nên kênh mình là mình bỏ còn dĩa chợ cứ lên lịch rồi bỏ đó, chứ mình không đụng chạm gì cho tới khi được đề xuất. Tuy nhiên, nếu có các kênh truyền thông khác cùng chủ đề hay có thể kéo tương tác được, thì video công chiếu nhớ share về các kênh đó để kéo người xem, tận dụng tối đa các nguồn traffic để đẩy nhanh tiến độ cho kênh. Cố gắng làm trước khoảng chục video hoặc làm đủ khoảng 30 video rồi hãy bắt đầu lên lịch up video xuyên suốt nhé hoặc miễn sao mỗi ngày chắc cú có một video up đúng giờ đừng bị ngắt quãng thời gian đăng video là được mình thì mình làm một lúc mấy chục cái rồi lên lịch hết xong mình ném đó không quan tâm rồi đi làm việc khác đợi khi nào nó đề xuất thì mình bắt đầu vào chăm sóc và định hướng lại kênh nếu khoảng một tháng mà không ăn đề xuất nào hay không có view thì phải nghiên cứu lại để đỡ mất thời gian, nếu có vốn thuê người làm hay có nhân lực, có team thì cố gắng nhân bản một lúc 5, 10, 50 kênh. Kênh nào lên thì mình làm, kênh nào xịt thì mình ngưng. Tất nhiên, 30 ngày không phải là quy chuẩn để biết chính xác kênh có bị flop hay không, nhưng đối với mình thì một tháng là khoảng thời gian vừa đủ để mình xác định phải nghiên cứu lại vấn đề của kênh nếu nó không phát triển. Bước 8. Phát triển kênh sau khi ăn đề xuất, bật được kiếm tiền nên xác định mấy chục video ban đầu là để làm nền cho kênh phát triển chứ không nên xác định sẽ kiếm tiền từ mấy chục video này nếu kiếm được thì ok thôi nhưng không kiếm được thì cũng đừng quá bận tâm vì đôi khi mấy chục video này chỉ cần một hai video để xuất mạnh là sẽ phải hướng chủ đề của kênh theo đối tượng khán giả từ một hay hai video đề xuất này như thế mới giữ chân được họ ở các video sau cho nên sau khi kênh có đề xuất phải nghiên cứu những video đề xuất nào có view cao và mang lại nhiều sắp nhất trên kênh rồi dựa vào nội dung của video đó để sản xuất tiếp những video khác mục đích là giữ chân số lượng lớn khán giả từ những video đề xuất này nhiều anh em được đề xuất vài video bật kiếm tiền rồi nhưng sau đó lại không có view một tháng vài đô la thì có thể là do không nắm bắt được chỗ này cứ mãi mê sản xuất nội dung theo định hướng ban đầu cho nên kênh có người đăng ký mà không có người xem video mới, khán giả là người nuôi mình nên mình phải theo nhu cầu của khán giả thì mới có thu nhập. Khi định hướng và phát triển kênh ổn định có khán giả đông đảo rồi, tự anh em sẽ biết cách xây dựng kênh để lấy nút bạc, nút vàng. Đây là 8 bước cơ bản mà mình đang thực hiện để phát triển một kênh YouTube bán content sử dụng AI không cần lộ mặt đến khi bật kiếm tiền. Ai thấy phù hợp và hay ho thì thử. Nếu có thành quả thì chia sẻ vào cộng đồng Việt Creator cho anh em khác lấy động lực. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Việt Creators.